một cái rào cản tiếp theo nữa là cái ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta có những cái hiệp hội ngành nghề mà cũng tương đối thôi chứ không có nhiều, không phải cái ngành nghề nào cũng có hiệp hội. Nhưng mà các cái hiệp hội ngành nghề á hầu như là chỉ kết nối một số những cái anh em, ví dụ hiệp hội ngành nghề gỗ thì một số anh em trong lĩnh vực gỗ doanh nghiệp chủ yếu là lớn, nhưng tập hợp lại thành một cái hiệp hội. Các hiệp hội chúng ta có một số hiệp hội hoạt động hiệu quả, còn hầu như là tạo ra hiệp hội lâu lâu gặp nhau thôi. Cái hiệp hội ngành nghề hầu như chưa có hỗ trợ khởi nghiệp, không có hoạt động cộng đồng xã hội nhiều. Ok mà tuy nhiên nếu các bạn trẻ khởi nghiệp thì các bạn cũng nên kết nối với các cái hiệp hội đó để chúng ta học hỏi được rất là nhiều. Các bạn đam lĩnh vực gì thì các bạn kết nối những cái hiệp hội đó. Tuy nhiên không phải cái lĩnh vực nào các bạn kinh doanh cũng có cái hiệp hội. Có những lĩnh vực kinh doanh bạn không có cái hiệp hội thì đành bỏ tay thôi, phải đi tìm những người nào họ kinh doanh trong lĩnh vực đó mà chúng ta học hỏi thôi. Tuy nhiên hiệp hội là cũng là cái môi trường mà để chúng ta kết nối rất là nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực của chúng ta, họ đi trước để chúng ta học hỏi, cũng như là họ hỗ trợ cho chúng ta kiến thức kinh nghiệm trong chính cái lĩnh vực đó, cũng như về pháp lý, cũng như về cái cách chúng ta mở thị trường. Và mình tin rằng trong một thời gian không xa nữa thì rất là nhiều cái hiệp hội của các cái lĩnh vực ngành nghề nó ra đời. Và cũng thông qua chương trình này cũng mong rằng là những người mà thành lập cái hiệp hội đó cần có một cái chương trình hỗ trợ thiết thực cho khởi nghiệp, đó là cái cách để chúng ta giúp xã hội và giúp đời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.